Ý là thành công và khủng hoảng, rồi chúng ta nói sang khó khăn và khủng hoảng. Trong khó khăn thì chúng ta bị những cái khó khăn nó nhấn chìm và chúng ta chết chìm với khó khăn. Đây là một dạng. Nội lực quá yếu, yếu mà còn ra gió, nội lực quá yếu, bị những cái cơn bão giông của cuộc đời nó nhấn chìm và không thoát đi được. Chúng ta bị lãng phí mất 70 năm cuộc đời. Đây là cũng dạng rất đông ở bên ngoài. Khủng hoảng nhấn chìm, chết chìm với khó khăn. Dạng thứ hai là chúng ta bị những cái khó khăn nó dồn đến, nó dập cho mình vài lần, làm cho mình thất bại. Từ đó chúng ta trở nên sợ hãi, lo lắng, co lại, không dám làm nữa. Các bạn làm một cái việc gì đó tốt, thế là bị xã hội nó quay lại, nó quật, nó bảo là ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng, rồi nó vu oan cho mình một vài vụ. Từ đó trở đi các bạn không dám làm nữa, không dám trở thành con người tốt đẹp nữa. Và từ đó các bạn định hình nên một cái quan điểm sống yếu đuối. Thôi sống an phận cho mình thôi, có điên thì đi giúp mọi người. Quan điểm sống yếu đuối nó xuất hiện. Đó. Thì đây là hai cái dạng đèn đỏ. Đèn đỏ tức là không khuyến khích. Yếu quá mà còn đòi ra gió thì bị khủng hoảng nó nhấn chìm, chết ráng chịu. Không biết bơi mà lại đòi bơi qua sông dài cả km thì nó nhấn chìm mình ráng chịu. Quan điểm sống yếu đuối do một vài lần thất bại cũng là một cái không nên. Chúng ta có nỗ lực hàng chục, hàng trăm lần chưa? Đó. Dạng thứ ba là trong khó khăn thì chúng ta dùng nguồn lực ở bên ngoài. Tức là chúng ta không có dùng tâm mà chúng ta dùng thế. Ví dụ các bạn có gia đình quyền thế này, có mối quan hệ rộng, các bạn dùng những cái này can thiệp để giúp chúng ta vượt qua khủng hoảng. Dùng nguồn lực bên ngoài. Dạng này cũng rất đông. Dạng này tôi để đèn vàng thôi. Đèn vàng thôi, tức là dùng nguồn lực một cách hợp lý thì tốt. Còn dùng nguồn lực một cách vô lý thì nó sinh ra tâm của chúng ta yếu đuối dần đi. Dạng cuối cùng là rất tốt này. Coi khó khăn là một điều kiện để tự học hỏi, để rèn luyện bản lĩnh. Khó khăn nó đến với cuộc đời của mình là một điều kiện để học hỏi, để rèn luyện bản lĩnh. Từ đó nội lực nó vững chắc dần lên. Cứ mỗi một lần khó khăn, chúng ta đương đầu với nó, chúng ta nỗ lực vượt qua nó, thì nội lực nó lại tăng lên một chút. Duy trì như vậy trong 20-30 năm đầu đời, thì đến năm 20-30 tuổi các bạn sẽ có một nội lực vững chắc hơn người. Chúng ta sẽ có được giới, định và tuệ vững chắc. Nội lực nó gồm 3 yếu tố các bạn nha. 3 yếu tố. Các bạn rèn những yếu tố khác cũng được, nhưng nó không có chắc bằng. Có 3 yếu tố thôi: giới, định và tuệ. Tức là đạo đức, nghị lực và trí tuệ. 3 yếu tố này phải rèn thì nó mới thực sự thành cái nội lực sâu sắc được. Nhắc lại này, đạo đức, nghị lực và trí tuệ là 3 yếu tố phải rèn cả đời. Và đặc biệt rèn từ 0 tuổi cho đến khoảng năm 30 tuổi là rất tuyệt vời. Vì ngoài 30 trở ra là các bạn đến cái giai đoạn chín chắn dần trong cuộc đời rồi. Học tập lúc này phải giảm đi và lúc này phải đi cống hiến nhiều hơn. Nên cố gắng 30 năm đầu đời là rèn luyện học hỏi rất nhiều các bạn nha, để nội lực vững chắc. Khi này khó khăn không còn là khủng hoảng nữa. Khó khăn chính là lời cảm ơn. Khó khăn là các bạn phải cảm ơn khó khăn. Khó khăn chính là thức ăn của nội lực. Chính là thức ăn của nội lực. Và trong muôn vàn những cái điều kiện khó khăn nó đến với cuộc đời của mình, không phải cái nào cũng cố lao vào để vượt qua. Có những cái chúng ta phải biết buông nó ra. Lao vào giải quyết không được, phải biết buông nó ra là bình thường. Nắm được thì phải buông được. Không phải cái gì cũng cố nắm được đâu. Và người biết buông cũng là người có trí tuệ đấy. Nắm và buông. Dưới cái góc nhìn của nhân quả, chúng ta làm cũng tạo nhân mà chúng ta không làm cũng tạo nhân. Ví dụ các bạn gặp một cái người khó khăn, một cái người bạn khó khăn, nó đến nó nhờ mình giúp đỡ, mình phải bỏ công ra giúp cho nó mấy hôm. Các bạn bỏ công ra mấy hôm giúp nó, rồi cho nó vay thêm mấy chục triệu nữa. Tức là mình làm một việc giúp cái người đó một cách cụ thể, thì đấy là tạo nhân. Các bạn đã gieo một cái nhân lành để giúp đỡ họ. Nhưng có rất nhiều trường hợp không làm cũng tạo nhân.
không làm công tạo nhân. Ví dụ nó đến, nó thực sự nó cần giúp thật, nó chẳng có ý gì nó lợi dụng mình cả, hoàn cảnh nó khó khăn thật mà mình cố ý mình không giúp, tức là mình tạo một cái nhân là thờ ơ với những cái hoàn cảnh khó khăn hơn mình, thì về sau chúng ta sẽ bị những cái thứ tương tự, tức là người ta không tôn trọng mình, người ta không quý mến mình, và sau này mình lỡ có khó khăn, rất ít người giúp mình, thậm chí chẳng ai giúp mình nữa. Như vậy là làm cũng tạo nhân mà không làm cũng tạo nhân. Và ngược lại, có những người họ cố ý họ đến, họ lợi dụng mình, xin xỏ mình, nịnh nọt mình để mình giúp họ, mà các bạn tỉnh táo để không giúp họ cũng là tạo nhân. Tạo nhân tốt. Cái người lợi dụng mình mà mình không giúp họ, thậm chí mình còn nói họ mấy câu mày mà đến nhờ như thế này là tao còn đuổi việc mày đấy, thì coi chừng cái đó mới là nhân tốt. Còn lúc này mình lại dốc sức ra giúp họ là mình dại, gọi là nhiệt tình cộng rốt nát sinh ra phá hoại đó. Nên chúng ta để ý này, làm cũng là tạo nhân mà không làm cũng tạo nhân. Tại sao tôi lại nhấn chỗ này? Vì rất nhiều những doanh nghiệp trong những cái giai đoạn khó khăn cứ nghĩ mình phải làm. Đâu có biết có những trường hợp các bạn buông nó ra không làm nó lại tốt hơn à, có rất nhiều trường hợp đó. Một câu hỏi khó này, khó khăn đến cùng đường thì sao? Khó khăn đến cùng đường thì sao? Khủng hoảng không quá lớn chúng ta còn vượt qua được, khủng hoảng không quá lâu chúng ta còn chịu đựng được. Thế bây giờ khó khăn đến cùng đường rồi thì sao? Hết chịu nổi rồi, bên trong chịu không nổi, quá sức nhiều quá rồi thì sao? Thì đây, tôi có mấy cái cách này. Và đây cũng chính là cuộc đời của tôi, và đây cũng chính là những đúc kết của tôi trong cái quá trình học tập và trong quá trình làm việc. Cách đơn giản nhất, khi mà khó khăn đến cùng đường, các bạn hãy nghỉ ngơi và thư giãn đi, đừng cố làm nữa. Hãy thử không làm đi, đừng nắm nữa, hãy buông nó ra. Hãy nghỉ ngơi thư giãn 1-2 ngày hoặc 1 tuần tùy, nghỉ ngơi thư giãn một cách trọn vẹn. Cách mà ngày xưa khi gặp những khó khăn cùng đường, suy nghĩ mọi cách không ra, làm thử 5-7 giải pháp không ra, nhờ vả các kiểu bên ngoài cũng không ra, thì tôi có cách rất đơn giản là tôi đóng cửa lại, tôi về nhà, tôi tắm rửa, tôi ngủ một giấc cho thật thoải mái, rồi tôi đọc sách, thư giãn. Toàn bộ 24 giờ sau, 48 giờ sau, tự nhiên có giải pháp. Tự nhiên có giải pháp, hoặc là tự nhiên có một người nào đó đến giúp mình. Rất kỳ lạ. Tức là khi các bạn đã cùng đường rồi, hãy thư giãn đi. Thì chính cái thư giãn đó nó làm cho tâm trí của mình nó sáng, tâm của mình nó trong sạch trở lại. Thì tự nhiên một là nó nảy ra những cái giải pháp mới, hai là vì tâm của mình trong sạch thì nó lại hút những cái người trong sạch về, thế là lại vô tình có được thêm nguồn lực nó giúp mình mà mình không biết. Còn mình cứ nghĩ quẩn, mình cứ cố làm, lại chính là mình đang bóp cổ chính mình. Và nếu mà dưới góc nhìn của nhân quả này, dưới góc nhìn của nhân quả là khi các bạn đã cùng đường rồi, hãy cứ kệ nó để nhân quả nó vận hành. Nhân quả nó liên quan đến thời gian rất nhiều. Có những thứ các bạn ném một cái hạt giống xuống 3 năm sau nó mới mọc, nhưng có những thứ các bạn ném hạt giống xuống 1 ngày sau nó đã mọc rồi. Như vậy là các bạn kéo dài cái thời gian nghỉ ngơi ra, thư giãn, cứ để cho quả nó trổ. Trong 2-3 hôm nghỉ ngơi đó, quả một vài cái quả nó mọc lên, các bạn có thêm thông tin, và lúc này đầu óc của các bạn tỉnh táo, các bạn lại có thêm dữ liệu để xử lý, thì tự nhiên giải pháp nó đến. Đây là một cách rất hay mà tôi đã từng chỉ cho vài bạn rất hiệu quả. Vài bạn ngày xưa cũng đi làm ăn rồi cũng cùng đường phá sản, rồi mới hỏi tôi. Tôi bảo cứ cách đó đi, nó ra. Vì rất nhiều bạn đúng 2-3 hôm sau điện thoại là cảm ơn anh, em đã có giải pháp. Cảm ơn anh, tự nhiên có người đến giúp em. Đó, rất bình thường. Nhưng đây là cách rất hay. Nghe thì nó hơi thụ động chứ không hẳn đâu. Chúng ta nghỉ ngơi 2-3 hôm mà chúng ta đi nhậu á, thì cái này mới chết này. Chúng ta đi cá độ á, chúng ta đi karaoke, chúng ta đi ăn chơi bậy bạ, thì cái này mới phiền. Tức là tâm của chúng ta nó hướng về những cái điều hưởng thụ bậy bạ. Còn nếu mà tâm thực sự nó trong sạch, nó thư giãn thì lại là rất tốt. Cách thứ hai là các bạn dựa vào Tam Bảo, Thầy Hiền Trí, Tủ Sách Tinh Hoa và nhóm bạn tốt. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng. Khi yếu tố bên trong nó đã
kiệt quệ rồi thì yếu tố bên ngoài chính là cứu cánh. Yếu tố bên ngoài chính là cái điểm chúng ta cần nương tựa. Vậy là trong cuộc đời của các bạn từ nhỏ đến lớn, các bạn có bao giờ đi học và đi sưu tầm những cái lớp học hay để lưu lại những cái ông thầy hiền trí không? Thầy vừa có đạo đức vừa có trí tuệ hơn người, các bạn lưu lại số chưa? Có kết nối chưa? Để khi đến cùng đường thì mình có người mà còn hỏi. Đó, tức là mình phải dựa vào những cái người đi trước rất dày dặn kinh nghiệm, những chuyên gia đầu ngành. Rồi chúng ta có dựa vào tủ sách tinh hoa không? Rất nhiều các bậc vĩ nhân, thánh nhân, họ chết đi họ chỉ để lại sách thôi. Toàn bộ tư tưởng của họ, giải pháp của họ nằm trong sách hết. Chúng ta có bao giờ đọc sách tinh hoa không? Giải pháp nó nằm trong sách mà đôi khi chúng ta không biết. Các bạn cứ về nghỉ ngơi một hôm, rồi về lấy một vài quyển sách tinh hoa ra mà đọc. Minh triết trong đời sống lấy ra mà đọc. Trở về từ cõi sáng lấy ra mà đọc. Rồi kinh điển của Đức Phật lấy ra mà đọc. Rất nhiều sách tinh hoa, các bạn lấy ra các bạn đọc, rồi trong 3-4 quyển đó tự nhiên có những cái đoạn nó làm cho các bạn sáng lên. Tức là tinh hoa cổ nhân giúp chúng ta nhìn ra vấn đề. Cái này rất quan trọng. Sách tinh hoa. Tôi vẫn hay nói đùa với các bạn là cái người nào mà đọc sách của cổ nhân được, đọc sách tinh hoa của thánh hiền được, là chúng ta đang tâm tình, chúng ta đang nói chuyện với thánh hiền đấy. Chúng ta đang tâm sự với họ đấy. Thông qua quyển sách của họ chúng ta tâm sự với họ. Rất tuyệt vời. Và cuối cùng là các bạn có những người bạn tốt, tốt thật sự, không phải bạn nhậu. Tốt thật sự. Thì chính những người bạn tốt này họ sắn tay lên, họ suy nghĩ cùng với mình. Và họ cũng tìm giải pháp cùng với mình. Và đôi khi chúng ta cùng đường họ cũng không giúp được, thì họ chủ động, họ rủ mình đi một cái khóa học hay, rủ mình đọc một cái quyển sách mà họ biết cái quyển sách đó có thể giúp được mình. Và thậm chí họ chấp nhận đi du lịch thư giãn cùng với mình. Rất tuyệt vời nha. Còn bạn nhậu không làm được điều này đâu. Còn bạn làm ăn thì gần như không làm được. Bạn làm ăn nó thấy mình xa cơ, nhiều khi nó bỏ mình, nó chạy luôn. Một yếu tố nữa rất quan trọng là trong những lúc khó khăn đến cùng đường, không còn làm được cái gì tốt hơn, thì các bạn hãy dành ra một tuần để làm thiện nguyện. Đi làm thiện nguyện đi, thử đi. Vì làm thiện nguyện là tạo phước. Trong 10 ba la mật, trong kinh điển Đức Phật ghi rất rõ, cái yếu tố đầu tiên là bố thí ba la mật, tức là tạo phước. Hãy tập chia sẻ, tập cho đi bằng công sức, bằng mồ hôi nước mắt của mình. Có thể các bạn không có tiền, nhưng công sức thì vẫn còn, dốc sức làm thử đi. Đi đến những vùng sâu vùng xa mình giúp thử đi. Khi các bạn biết cách tạo phước, phước nó trở lại, thì tự nhiên tật ách, khó khăn trở ngại nó biến mất. Khủng hoảng lớn trở thành khủng hoảng nhỏ biến mất. Đó. Rồi có những cái trường hợp mà các bạn bị stress, bị trầm cảm hoặc là bị rối trí mệt mỏi quá, đi làm thiện nguyện cũng tâm cũng vẫn bất an, thì các bạn đi học thiền. Lên núi học thiền 10 ngày Vipassana rất hiệu nghiệm. Phương pháp này là tuyệt chiêu. Lên núi 10 ngày ngậm miệng, không nói, không internet, không điện thoại, không tivi, không đọc sách. 10 ngày toàn bộ là tịnh khẩu, im như thóc. Và lúc này các bạn chỉ còn một năng lực duy nhất là quay về bên trong để chăm sóc chính cái tâm của mình. Thì các bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều cái thứ rác rưới ở trong tâm. Và 10 ngày nó bắt đầu nó thanh lọc. Rồi tâm của mình nó trong sạch dần, nó lắng tâm dần, các bạn sáng suốt dần. Thì sau 10 ngày tự nhiên nó bật ra đầy giải pháp. Và các bạn lưu ý nhé, đi học thiền là chúng ta được cộng nghiệp với những cái người đi học thiền đấy. Chúng ta được cộng nghiệp với lời dạy của Thánh Hiền đấy. Chúng ta được cộng nghiệp với các chư Phật và chư Bồ Tát đấy. Không phải đơn giản đâu. Nên đi học những cái khóa thiền dài ngày là rất hay. Rất nhiều giải pháp nó được mở ra. Rồi. Một cách nữa, đó là các bạn hiểu về quy luật của vô thường. Quy luật của nhân quả, có gieo nhân thì phải có gặt quả. Thì chúng ta bình thản đón nhận dòng chảy của nhân quả. Chúng ta chấp nhận cái dòng chảy của vô thường. Có sinh thì phải có diệt, có được phải có mất, có vui phải có buồn, có đến phải có đi. Chúng ta chấp nhận được cái dòng chảy của vô thường, dòng chảy của nhân quả.
Có gieo nhân phải có gặt quả, thì chúng ta bình an hơn rất nhiều, bình thản đón nhận, đón nhận khủng hoảng. Còn nếu chúng ta không có một cái suy nghĩ, một cái tâm tư để sẵn sàng đón nhận cái khủng hoảng này, thì khủng hoảng đến nó sẽ bị nặng lên rất nhiều. Còn mình chấp nhận khủng hoảng giống như một cái cuộc chơi game, đi dạo giữa dòng đời, thì khủng hoảng nhỏ nó biến mất, mà khủng hoảng lớn biến thành khủng hoảng nhỏ, vì chính cái thái độ bình an của mình. Và đọc sách nha, thì các bạn lưu ý đọc những cái sách giống như Trở Về Từ Cõi Sáng, nó nói về sống và chết. Sống và chết. Trong các nỗi sợ tạo khủng hoảng thì sợ chết là cái khủng hoảng lớn nhất. Bị vợ chửi chưa ăn thua gì, sợ chết ghê hơn rất nhiều các bạn nhá. Rồi sợ cầm micro đứng trước đám đông chả có gì. Một người cầm súng dí vào đầu bạn, bảo một là lên cầm mic trước hội trường, hai tao bắn mày chết, là đảm bảo các bạn cầm mic phi lên hội trường nói ngay. Nên yên tâm là nỗi sợ hãi nói chuyện trước đám đông là câu nói dối của những cái nhà diễn thuyết thôi. Họ dọa mình để cho mình đóng tiền đi học thôi mà. Nên các bạn đọc Trở Về Từ Cõi Sáng, hiểu sống và chết không bao giờ là hết. Nó vẫn tiếp diễn rất nhiều. Và chúng ta không phải sống một đời này đâu. Chúng ta sống vô số kiếp sống rồi. Mỗi một kiếp sống nó là một những cái bài học lớn để chúng ta trưởng thành đấy. Mà chúng ta chưa đủ trưởng thành, chưa đủ tiến hóa thì vòng luân hồi còn tiếp tục. Nha, cứ đọc sách đi, trí tuệ nó sáng ra thì bình an nó xuất hiện, khủng hoảng nó rời xa. Rồi sách Minh Triết Trong Đời Sống, một quyển sách cũng rất hay, và nhiều sách của những cái nhân vật vĩ đại giống như là Đức Phật, giống như là Chúa Giêsu, giống như là ông Krishnamurti, giống như là ông Osho. Tất cả những cái dạng sách đó là có xu hướng sách Minh Triết. Sách của Lão Tử cũng là sách Minh Triết. Tất nhiên đọc nó không dễ các bạn nha. Các bạn đọc xong là các bạn thấy hình như cái khủng hoảng bên ngoài không ghê bằng hiểu được cái quyển ông Lão Tử. Hình như hiểu được quyển này nó còn khủng hoảng hơn. Như vậy là các bạn buông được cái khủng hoảng bên ngoài còn gì nữa. Đời sướng thế thì vác ngay một cái quyển khủng hoảng, là thả ngay một quyển Lão Tử vào trong cặp, để mỗi một lần gặp khủng hoảng rút quyển đó ra đọc một dòng là thấy nó khủng hoảng hơn.